Đấy, quả đỏ đây, quả đỏ nấp dưới lá này. Quả nào tố mẹ. Ôi. Đây bùn này được. Rồi. Em không có bùn to nhỉ? Ừ, thôi được rồi. Đi bùn đi hai tiếp đi. Có này nhiều không? Nhiều quá. Thôi cứ đấy đi. Cho em một cái giỏ không tí em nhặt một chiếc to. Ngon sao? Em thấy cái quả vẻ như là ăn nó không được ngon.